Chào mọi người nha. Đây, hiện tại thì mình mới mua mới nhận được cái đơn hàng đây. Đơn hàng là chơi Tết nha. Với số tiền là 618.000 nha. Đây là cái hub nha, cái hub USB Type-C nha. Đây, số tiền thu hộ là 658.000 nha. Thì cái số tiền này thì nó lên xuống theo thời gian nha. Thì cái thời điểm mình mua là 658.000, còn những cái sau thì nó lên hay là nó hẻ thì không biết được nha. Đó. Bây giờ mình sẽ tháo nó ra. Đây, có một tờ giấy hướng dẫn đây. Như cái thương hiệu của nó nè, thương hiệu chơi Tết nè. Mấy cái này thì bỏ em bên đi, chủ yếu là cái này thôi. Bây giờ mình sẽ review cái này cho mọi người cùng xem nha. Đó, thì đây là mình nhận hàng thì mình cũng tháo để mình kiểm tra ra sàn trước rồi. À, bây giờ mình sẽ review lại cho mọi người cùng xem nha. Thì cái hub USB Type-C này thì nói chung là ở trên mấy kênh YouTube khác thì người ta cũng review rồi, cho nên là mình mua giờ thì mình cũng review lại cho mọi người xem một cách thực tế nhất nha. Cái này thì nó làm bằng kim loại nha, kim loại bằng nhôm nguyên khối hay bằng nghĩ gì đó, không phải bằng nhựa nha. Mình sờ vào thì nó rất là mát nha, rất là đẹp tê tê luôn nha. Đó, thì mục đích của cái này là làm việc là đỡ là nó biến cái chiếc điện thoại của mình thành một chiếc máy tính nha. Đó, thu gọn, có thể là sao chép dữ liệu nha, từ điện thoại mình sao chép dữ liệu quay lại nha. Đây, ở đây thì nó có 9 cổng nha. Ở đây là có ba cái cổng USB nha, ba cổng USB B.0 nha, B.0 truyền tải dữ liệu tốc độ cao luôn nè. Còn cái này là khi kém thì nhớ nè. Còn cái này là khi kém thì nhớ mở rộng nha. Rồi ở phía đây là cái cổng mạng LAN nha. Cổng mạng LAN thì lát nữa mình sẽ tiết cho mọi người xem nha. Còn đây là cổng VGA nha, và đây là cổng HDMI nha, HDMI nha. Và còn một cổng cuối cổng đi nữa là cổng sạc nha, cổng sạc USB Type-C nha. Khi mình dùng điện thoại thì hết pin nữa, mình có thể kém cục sạc trực tiếp vào trong đi luôn. Thì tối đây của nó là 100W nha. 100W thì mình nghĩ là cục sạc nó sạc bình thường, máy tính laptop là sạc bình thường hết nha, MacBook cái gì đó. Đó, thì cái thiết bị này nó rất là tiện lợi nha. Và bây giờ mình sẽ tiết thử cho mọi người cùng xem nha. Thì để sử dụng được cái thiết bị này thì mình cần thêm một cái điện thoại nữa nha. Đó, đây mình đã chuẩn bị sẵn một cái điện thoại nữa nè. Đó, nhưng mà cái điện thoại này với điều kiện là nó dùng cổng USB Type-C nha. Đó, chứ không phải dùng cổng micro USB bình thường nha. Đó, bây giờ mình sẽ cắm điện vô, cắm cái rác của cái thiết bị chuyển đổi này vô. Đó, yeah. Và đây bây giờ mình sẽ tiến hành kém cái USB của thị nhớ ngồi của mình vào nha, coi xem thử nó có kết nối hay không. Bây giờ mình sẽ mở cái trình quản lý file của mình lên nè. Thì trong máy thì nó chỉ hiển thị là cái bộ nhớ trong của cái điện thoại nha, cái điện thoại này nha, vô quay lại cái thị nhớ trong điện thoại này luôn nha. Bây giờ mình sẽ kém cái này vô xem thử nó có nhận được hay không nha. Đó, bây giờ thì nó chỉ nhận được cái thị nhớ đó nha. Đây là mặc định của nó là bộ nhớ mọt nha. Bây giờ mình sẽ bấm vô thử nha.
trong cái trí nhớ này là nó có mấy bài hát này đó. Thì mà những cái bài hát này thì mình có thể di chuyển sang điện thoại cũng được nha. Đây, bây giờ mình chỉ di chuyển một cái thử nha. Đây, mình chỉ bấm nút di chuyển. Rồi mình trở lại nha, mình sẽ chuyển vào thì nhớ đấy, ở trong phần lưu ý. Đây, mình chuyển lên đây. Đó, thì lập tức cái bài hát này nó sẽ được chuyển đến điện thoại nha. Đó, thì giống như là một cái máy tính luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ xóa nó. Xóa này. Đó. Rồi, xong. Ok. Bây giờ mình sẽ thử kiếm chuột vô luôn nha. Đây, mình có một con chuột đây. Kém này vô. Đó, rồi nó lập tức sẽ nhận diện được con chuột luôn nha. Đó, cùng lúc nó sẽ nhận được con chuột với cái thì nhớ luôn nha. Đó, thì nói chung rất là tiện lợi. Thì bây giờ mình chỉ kết nối cái bàn phím vô nữa. À, thì đây là cái bàn phím của mình nha. Đây, mình sẽ cắm dây vô nha. Cắm ba cái cùng một lúc luôn. Đó. Thì bây giờ mình sẽ vô tin nhắn nè. Mình vô YouTube đi. Bây giờ mình sẽ vô YouTube nè. Mình gõ một số từ xem thử xem sao nha. Đây. Rồi bây giờ mình sẽ bấm một số từ trên bàn phím nha. Nói chung rất là tiện lợi nha. Đây thì cái nút bên trái của mình là nút trợ gì nha, chuột bên trái nè, đó trợ gì. Còn nút bên phải là nút chọn nha, đó. Còn cái con lăn đi là có thể mình lăn lên lăn xuống nè. Rồi ok. Bây giờ mình sẽ dùng cái cổng mạng LAN Wi-Fi như mình nha. Đây. Đó, mình sẽ kết nối vô cái thiết bị chuyển đổi này nha. Đây, ở đây có hỗ trợ cái cổng mạng mạng LAN luôn nè, đó. Kết nối vô. Rồi, để bây giờ mình sẽ test wifi nha. Test wifi, rồi test 3G luôn nha. 3G mình không có bật nha. Và bây giờ mình sẽ mở một đoạn YouTube này rồi. Đó, coi thử. Mình mở kênh của mình đi. Đó, nó phản hồi thì rất là nhanh nha. Cái này thì dùng cái này thì không sợ bị giật lét, bị đơ luôn nha. Tại vì nó dùng trực tiếp bên dây luôn. Về mạng wifi luôn, chứ không có phải là truyền wifi như bình thường không dây nha. Rồi bây giờ mình sẽ mở một cái video này. Đó.
rồi nó phản hồi rất là nhanh luôn, không có một chút giật lép nào luôn. Đó, mình sẽ mở nè, mở tiếp nè. Đó, thấy chưa? Cái này thì cái điện thoại bạn nào mà bị hư chức năng wifi á, không sửa được thì mình có thể dùng cái này nha. Vâng, thì nói chung về cái USB hub USB đây, đó, 901 đây, thì nó biến cái điện thoại của mình thành một cái máy tính nha. Có thể là sao lưu dữ liệu, di chuyển dữ liệu quay lại thì nó rất là nhanh nha, chẳng khác gì một cái máy tính luôn. Thì nó đại loại là nó cũng giống như một cái máy tính thu gọn ấy nha. Đó, dành cho những bạn nào mà hay livestream các tiếp đồ, hay là làm công việc gì mà mình kém chuột bàn phím vô mình làm việc thì nó sẽ hiệu quả hơn nha. Thì những bạn nào mà làm về YouTube hay render video rồi thì có thể là sẽ dùng đến cái này nha, đỡ sao lưu lưu trữ tập tin thì rất là tốt, rất là ok luôn nha. Thì nói chung là cái sản phẩm này thì nó rất là đáng đồng tiền nha, cho nên là mình cũng đang rất cần cái này. Mình sẽ mua, mình mua cho nên là mình mới mua với mình review cho các bạn xem ấy. Rồi, xin chào tạm biệt mọi người nha.